Rồi ha, mọi người sẽ vô cái trang là nạp vàng club chấm club thì nó sẽ ra cái cửa sổ này, thì mọi người đánh cái tên đăng nhập của mình vô. Ở đây ví dụ như Như ha, mật khẩu của mình nè, rồi mình đăng nhập vô. Thì khi đăng nhập vô có các cái phần như là phần tài khoản là cái trang đầu tiên nè, gồm có tài khoản của mình tên gì nè, tên đăng nhập, số điện thoại mình dùng, số dư tài khoản là cái số dư mà hiện tại trong tài khoản mình còn bao nhiêu tiền. Thì đây là đang không đồng tại vì mọi người chưa nạp tiền. Thì khi mà mọi người nạp tiền cho Duy, ví dụ như đưa 500 ngàn nạp cho Duy thì Duy sẽ bắn qua cho mọi người 500, thì lúc đó là mọi người sẽ có tiền để nạp cho khách. Thì ở đây mọi người thấy này, khi mà mình nạp đơn cước nó sẽ hiện phần trăm của rất là nhiều nhà mạng. Ví dụ như Viettel TT là Viettel trả trước là mình được 21% nè, Viettel trả sau là mình được 21%, Viettel MVT có nghĩa là Viettel mà người ta có cài cái ứng dụng My Viettel đó thì mọi người được 23%, Mobifone cũng vậy, Vina, Mobifone Vina tương tự. Cái phần dưới này là phần về cái thành nạp đơn nha, nạp đơn nha mọi người nhớ nha, là một phần. Rồi xong là tới phần bắn tiền, có nghĩa là mình bắn tiền một cái là vô tài khoản của khách luôn. Thì cái phần bắn tiền này nó sẽ ít phần trăm hơn, ví dụ như Viettel thì chỉ có 16% thôi, Vina thì có 14% và Mobi có 17%. Ở nạp game cũng vậy là được 23%. Thì cái phần bắn tiền này á, tiền vô tài khoản sẽ nhanh hơn, khách sẽ nhanh hơn, nhưng mà cái phần trăm mình hưởng á nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là trong những ngày khuyến mãi á, bắn tiền này thì khách hàng sẽ không được khuyến mãi, nên mọi người lưu ý ha. Rồi thì để làm sao nạp tiền cho khách thì nó có hai phần ha, nạp đơn, nạp tiền và bắn tiền. Thì mình sẽ nói phần nạp tiền trước, cái phần mà nhiều tiền trước. Thì mình sẽ vô phần nạp nhanh này, đó, tên khách hàng ví dụ như là Lê Duy. Rồi mình sẽ chọn Viettel là qua My Viettel là MVT nè. Rồi xong rồi Viettel có MVT hay là Viettel trả sau, Viettel trả trước, Mobifone trả sau, Mobifone trả trước. Ví dụ mình chọn Viettel đi. Rồi trong cái phần bội số này có nghĩa là mọi người phải hiểu là một ngày nhà mạng sẽ cho khách nạp tối đa là 5 thẻ thôi. Thì ví dụ như mình phải biết là khách nạp bao nhiêu tiền. Duy nói như ví dụ khách nạp 500.000, có nghĩa là 500.000 thì muốn được 500.000 thì thấp nhất là phải có 5 cái thẻ 100.000 đúng không ạ? Thì mình phải chọn cái bội số này là bội số 100, có nghĩa là 500 chia cho 100 là được 5 thẻ. Hoặc là mình chọn 200. Còn ví dụ như mà khách nạp 100.000 thì mình chọn bội số là 50. Thì cái phần này sẽ được thông báo trên nhóm hàng ngày. Ví dụ như Viettel bội 50 và số thuê bao gì đó. Rồi xong ha, ví dụ như bội 50 thì mình đánh số thuê bao vô. 0988617643 là số của Duy. Rồi mình đang ấn số tiền vô, ví dụ như 100.000 đi. Rồi mình chỉ cần bấm nạp thì nó sẽ nạp vô số tài khoản của khách ha, đơn giản như vậy thôi. Rồi xong quay về thì phần bắn tiền thì nó đơn giản hơn nữa, giống như anh Duy nói hồi nãy, phần bắn tiền thì chỉ cần nạp số điện thoại của khách vô là mình gia hạn ca cộng được luôn nha mọi người. Cái này mới nè, đó, Viettel là được từ 20.000 trở lên là mình bắn được nè, Mobifone từ 1.000 trở lên bắn được nè, Vinaphone thì phải 50.000. thì mình chỉ cần bấm số điện thoại và bấm mệnh giá, bấm nạp một cái là nó bay qua. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Thì trong cái đơn hàng thì vì cái này chưa làm lần nào nên trong cái danh sách đơn hàng thì mình sẽ kiểm tra được hết tất cả mọi thứ, những cái đơn hàng của mình đó. Rồi đây là phần hướng dẫn cơ bản để mọi người nạp thẻ. Thì mọi người tham gia thì mọi người sẽ Duy sẽ gửi số tài khoản cho mọi người không có cần bỏ vô nhiều đâu. Ví dụ như tài khoản của Duy bỏ một lần 400-500 thôi để nạp. Ví dụ như mà tới mấy ngày khuyến mãi á, nó nhiều hơn á, thì mọi người bỏ thêm 500-700 gì đó, mọi người chuyển khoản qua, Duy có tiền là Duy nạp. Tại vì Duy có sẵn tiền ở trong đó là Duy nạp cho mọi người rồi, mọi người tự thao tác, tự nạp cho khách thôi. Thì cái phần trăm này là mọi người tự deal với khách hàng nè. Ví dụ như 21% mình nhận hưởng được thì mình có thể giảm cho khách 5%, mình còn hưởng 16%. Thì mọi người tính đi, một thẻ 100.000 mình có 16.000, thì một 10 thẻ là mình có 160.000 rồi đó. Còn tùy vào cái phần trăm nữa, mà đặc biệt là thanh toán trả trước trả sau gì cũng được nha. Cái phần nạp nhanh này nè, nó thì nó có cái phần trả trước trả sau nè, trả trước trả sau thì vẫn thanh toán trả trước trả sau rất là bình thường đó.